shopbacongrong.com an toàn uy tín chất lượng hỗ trợ 24/24 tại Facebook, Zalo, đăng nhập đơn giản, thanh toán dễ dàng. Có từ giá rẻ đến giá cao, thích hợp cho cả học sinh và sinh viên. Link ở bên dưới phần mô tả. Xin cảm ơn. Ok, chào anh em nha. Thì clip này mình sẽ làm clip đi chạy cùng với đệ tử mình. Nói chung cũng đã khá lâu mình không làm clip đi chạy. Hôm nay mình cho con đệ tử mình quẩy nha. Nhân dịp sự kiện là đệ tử biến khỉ nữa, thì mình đã chuẩn bị đồ, nói chung là đồ sức đánh thôi, với một set phản sát thương đi chạy. Mình thì mặc đồ phản thương cho dễ nhanh. Nói chung khoảng nửa năm nay mình chưa đi chạy, mình thật luôn, không đi chạy luôn á. Ngày xưa còn cùi thì còn đi, giờ thì nói chung rất là lười đi. Để thì cũng đã vip rồi. Chung sư phụ cũng sức mạnh cao, không đi chạy nữa. Nên mình sẽ bắt đầu đi nhé. Mình đang kẹp một nít phụ nữa, khu 7. Đấy. Đấy. Ngày xưa toàn cả điện thoại đi chạy kiểu này anh em ơi. Nói chung cũng nhớ quá. Nhưng mà thôi clip này mình sẽ đi chạy nha. Ok đấy. Xong lấy nít này ra. Ê, không được rồi. Đó. Rồi luôn. Úi ôi 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 ôi. Xong. Ok. Cho con đệ cờ đen lên nó biến khỉ quẩy nha anh em ơi. Ôi trời ơi, hai con khỉ. Úi, mình cũng biến khỉ nữa. What the fuck? What the fuck? Mình cũng biến khỉ nữa. Ôi, what the fuck? Mình cũng biến khỉ nữa. Mình kỳ vậy ta? Cờ đen lại biến khỉ à? Hồi trước mình nhớ đâu mình đâu biến khỉ đâu. Ôi. Ngộ ha. Đấy, cho con đệ mình quẩy nha anh em. Mình thì không quẩy đâu ấy, mình còn khỉ nữa. Ghê, ghê, ngầu, ngầu, ngầu. Đấy.
jack it up.